vào sốt giá xem nào. XT30 2ND 95% siêu lướt 16990 vãi rồi, đặt thế nhở. XS10 245 vãi cứt mẹ, lần trước mình bán đi có 19 triệu, mới có hơn năm giá, có hơn cả giá vàng. XT30 15 năm đấy rồi, con này ngon này. Gọi điện. Ừ bạn ơi, mình thấy bạn có đang bán cái XT30 ấy, 15 triệu rưỡi đúng không ạ? Máy còn không bạn? Còn à? Ờ, máy đẹp không lỗi lầm như đúng như ảnh nhá, chụp lên đúng không? À, rồi, ok thế này này. À, để mình 15 năm, mình banh luôn cho bạn. Đấy, sau đấy thì mình banh đặt cọc xong rồi mình đến mình xem máy rồi mình lấy luôn. Nói chung là mình mua bán nhanh lắm, phát xong luôn thôi. Rồi ok. Nhé. À có rồi. Các bạn khác cũng đang chuẩn bị đến à? Rồi mình đi luôn đấy. Rồi. Ông kia ông lấy rồi à? Ờ ok. Ờ thôi, bán rồi thôi. Ờ. Bánh tiền rồi mà. Được rồi, ờ ok, thôi mua bán vậy nha. Ờ nha. Mua ở Việt Nam khó quá anh em ạ. Và mình nhớ ra là mình chuyên làm những cái hàng máy chiếu như này, sách tay Nhật. Thế là mình mới search thử xem là bên Nhật nó có những cái con máy ảnh Fujifilm hay không. Và điều bất ngờ là có luôn. Đấy tội gì. Thế là mình đã đặt và xúc ngay một con về. Đây báo của bên Nhật nó đóng này, vẫn còn tiếng Nhật này. Đây cái này là mình đã bóc cái phần chống sốc rồi. Đây và mình đã đặt về được một con Fuji XT1. Con này đời cổ lắm rồi đấy. Nhưng mà con này nó dùng cái cảm biến là X-Trend. Nhưng mà lại cái ngoại hình của nó mình cũng thích dòng XT, trông nó cũng chắc chắn. Định lấy mấy con XA, nhưng mà XA ngày xưa mình dùng rồi, mình dùng con XA5, XA7 rồi. Đấy, nhưng cái ngoại hình của cái con bọn XA cầm nó lỏng lẻo lắm. Nên vẫn thích bọn XT hơn. XT nhìn form đẹp không? Form vẫn rất là đẹp. Thì thực ra là mình thích con XT30 cơ. Nhưng mà thôi XT30 bây giờ giá nó cao quá rồi, cao khủng khiếp luôn. Thôi chơi XT1 vậy. Dù sao cái ngoại hình thì nó cũng là của dòng XT này là nó cũng đẹp rồi. Đấy, chơi tạm XT1 cho nó vừa tiền. Giờ cố qua lên XT30 thì vượt ngân sách. Đấy, lens kit của bọn Fuji mình thấy ok. Hồi xưa mình dùng con 15-45 rồi, mình thấy ổn nên là bây giờ mình dùng lại. Giờ sẽ ra đây để ngồi chém gió với anh em nhé. Cầm con Fuji này. Chỗ này trước là bán xà đá, nhưng mà sau rồi ông bà bán xà đá ở đây thì bị ốm, bị bệnh nên là nghỉ về quê rồi. Chỗ này rất là mát, bây giờ đang trống không. À, mình sẽ ngồi ở đây. Fujifilm và câu chuyện giao giá. Thực ra thì không chỉ là Fujifilm đâu, mà còn trong cái thời điểm này nếu anh em mua máy ảnh, nhất là những cái dòng mirrorless ấy, thì Fujifilm và Sony là hai cái dòng máy mirrorless mà rất là hot hiện nay. Thêm một vài em Canon kiểu M10, M3 nữa. Nhưng mà ở đây mình đang nói riêng về Fuji, về cái câu chuyện về giá của Fuji hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì như anh em có thể nhớ cách đây tầm chắc khoảng 1.5 năm rồi đấy, thì mình có review với con Fuji XS10 ấy. Đợt đấy là mình mới chơi Fuji, hồi đầu là mình chơi con XA5, XA7, sau lên dòng XS10. Thì cái thời điểm mình mua con XS10 lúc đấy là mình mua có 19 năm mà. Đấy tầm đấy, tầm loanh quanh chưa đến 20, tầm đấy thôi. Và lúc mình bán đi ấy thì mình lỗ đâu đấy chắc tầm 200.000 gì đấy. Gần không lỗ, lúc bán đi thì vẫn được tầm 19 triệu. Và cho đến hôm vừa rồi mình vào mình tìm lại con XS10 để mình xem, để mình chơi lại. Thì anh em biết vì sao, biết sao giá nó lên đến 24,5 và 25. Thậm chí là có người còn bán 25 năm máy đẹp luôn đấy ạ. Mình bảo sốc thật đấy,
sau đấy thì mình mới quay sang tìm mấy cái con như là kiểu XT2, XT3 xem là giá như thế nào. Và thực sự là mình quá sốc về Fujifilm. Nó tăng còn kinh khủng hơn cả giá vàng và giá đất. Nó tăng khiếp thật đấy. Mà thường là những cái đồ công nghệ, những cái đồ như này thì càng thời gian càng lâu ấy thì nó sẽ càng giảm giá đi, đúng không? Nhưng mà không, Fuji thì ngược lại, càng về sau thì giá cả nó càng tăng lên khá là nhiều. Sau đấy thì mình đi tìm Sony. Thì Sony thì thực tế ra ấy, Sony thì nó cũng không tăng nhiều như Fuji. Nhưng mà được một cái đấy là thằng Sony thì nó giữ giá, nó rất là giữ giá nhá. À, chưa kể là trong thời điểm vừa rồi ấy, thì những cái máy Sony như kiểu là A6000 này, A6000 hay là mấy con A5001, đại loại là cái dòng mà dưới 10 triệu ấy, thì nó rất là hot, được mọi người săn đón rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì giá thì nó vẫn ok, nó vẫn hợp lý cho anh em mới. Còn riêng Fujifilm thì giá của nó thực sự là trong thời điểm hiện tại rất là chát. Và thậm chí nếu anh em mà chơi dòng XT4 ấy, XT4 thì nó còn đắt hơn cả full frame. Nó đắt hơn cả Sony full frame. Đấy. Bị đặt ra ngoài trời quay lấy background các kiểu nóng vãi cả đái, 37, 38 độ vã hết cả mồ hôi rồi. Thôi trở về trong phòng máy lạnh ngồi thôi. Ok anh em. Thì lại chém gió về cái giá của Fujifilm. Đấy thì như mình cũng có nói ấy, thì theo mình ấy, thì nó do cung cầu thôi. Anh em nhu cầu của chúng ta nhiều mà cái nguồn cung nó không đủ nên là giá của nó sẽ bị đội lên như vậy đấy anh em ạ. Tất nhiên là với những ai mà có cái sự lựa chọn kiểu ấy hơn thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn khác sang Sony hoặc là sang những cái sự lựa chọn khác nó ok hơn. Còn nếu mà chúng ta mà vẫn thích chơi Fujifilm và thích những cái như vậy thì chúng ta cứ xuống tiền thôi. Ở đây thì mình thấy là Fujifilm ấy, họ làm được cái bài toán về truyền thông, bài toán về cái phân khúc của Fujifilm họ làm rất là tốt. Đấy, dẫn đến là chúng ta tự đâm đầu vào Fujifilm, chúng ta tự đi mua Fujifilm và chúng ta tự quảng cáo cho Fujifilm. Thậm chí còn nhiều người còn ví là đi buôn Fujifilm hay là lấy tiền đi chữ máy Fujifilm ấy còn lãi nhiều hơn là đi mua vàng hay là đi mua đất. Thì cái câu chuyện về giá của một chiếc máy ảnh mà nó tăng lên theo thời gian, kể cả máy cũ mà nó không giảm đi mà nó tăng lên ấy, đây là một cái điều mà hiếm có, mà có thể là duy nhất mình cái hãng Fujifilm này nó làm được cái điều đấy thôi anh em ạ. Còn những cái hãng khác như kiểu Sony hay là Canon các kiểu ấy thì giá nó giảm ít, tức là nó giữ giá nhưng mà nó vẫn giảm ít của cái mã đấy theo thời gian, chứ không có chuyện là nó còn tăng một cách gọi là khó hiểu như thằng Fujifilm, tăng như kiểu giá vàng giá đất, như kiểu bị thổi lên như thằng Fujifilm đấy. Thì mình cũng rất là thắc mắc về cái vấn đề này, và mình cũng tìm hiểu xem và phân tích xem là tại sao là cái giá của máy ảnh Fujifilm ấy theo thời gian nó lại tăng và nó lại đội lên như vậy. Thì thực sự là mình cũng có làm về kinh doanh khá là nhiều nên là mình cũng hiểu được cái việc mà một cái sản phẩm nó tăng giá ấy, thì nó dựa trên cái việc là cung cầu thôi. Tức là khi mà cái nhu cầu của chúng ta lớn mà cái nguồn cung của chúng ta ít không đủ thì nó dẫn đến là cái giá nó sẽ bị tăng lên. Còn khi mà gọi là cái nguồn cung nó nhiều, nó thừa thãi rồi mà cái nhu cầu của chúng ta ít ấy, thì giá ngày ngày nó sẽ bị giảm đi, mọi người giảm đi để cạnh tranh nhau thôi. Thì ở đây nó là cái vấn đề về cầu. Cầu nó tăng lên rất là nhiều, là cái nhu cầu của mọi người về một cái máy ảnh Fujifilm tăng lên rất là nhiều trong mấy năm vừa qua. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ấy là cái nhu cầu về máy ảnh Fujifilm tăng lên là do đâu? Tại sao cái nhu cầu nó lại tăng lên như vậy? Thì theo như mình thì mình thấy có một vài các cái yếu tố sau dẫn đến là cái nhu cầu của người dùng tăng lên mạnh mẽ như vậy. Thứ nhất là cái việc Fujifilm họ đã truyền thông đến cho người dùng ấy được một số những cái vấn đề sau này. Là một là sử dụng máy ảnh Fujifilm đẹp từ ngoài vào trong, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngoại hình đẹp, đúng không? Ngoại hình Fujifilm rất là đẹp đấy. Bản thân mình giữa các cái hãng khác nhau mình vẫn thấy thằng Fujifilm là nó có cái ngoại hình nó đẹp, thực sự là nó đẹp đấy. Và nó không chỉ là một cái máy trước mắt đấy, là kiểu để lên trên bàn mỗi ngày nhìn thôi cũng thấy nó hay đấy, để lên làm một cái đề co trang trí hoặc là đeo vào cổ thôi, hoặc làm phụ kiện chụp ảnh thôi cũng thấy nó đẹp rồi. Nên cái thứ nhất là nó đẹp bên ngoài trước đã. Và đẹp bên trong là gì? Đẹp bên trong đấy là chúng ta không cần biết về nhiếp ảnh, chúng ta không cần biết về tốc khẩu ISO loằng ngoằng gì cả. Chúng ta chỉ cần cầm con Fujifilm lên và áp những cái bộ giả lập màu trong này, chúng ta chụp thì chúng ta sẽ được ra cái màu nó nghệ nghệ, nó ưng ý, nó nát nát, nó cũ, đại loại là nó sẽ ra là cái màu ảnh ăn liền. Nên là Fuji họ đã truyền thông được đến người dùng ấy là máy này đẹp từ ngoài, đẹp vào trong,
từ ngoại hình cho đến cái chất lượng hình ảnh nó đều đẹp và nó là máy ăn liền. Không cần phải biết gì về nhiếp ảnh, không cần biết gì về thông số, không biết gì về kỹ thuật thì chúng ta vẫn có thể chụp được một bức ảnh đẹp và ưng ý. Và chính cái việc đấy nó đã kéo cái tệp khách hàng, nó làm mở rộng cái tệp khách hàng của người dùng máy ảnh lên rất là nhiều. Không chỉ là những người dùng là anh em con trai mà kiểu biết về đồ công nghệ đâu, mà tệp của Fujifilm ấy, con gái rất là nhiều nhá. Tệp con gái của Fujifilm chắc nó phải chiếm đến gần một nửa rồi đấy. Đấy, và cái tệp của nó khá là rộng và nó trải từ những người biết chơi máy ảnh, biết dùng máy ảnh, đến những người lần đầu chơi không biết gì, rồi đến những người mà gọi là dùng chụp chiêu chiêu vintage rồi thích cái viber kiểu như vậy. Đó, nên cái tệp rất là rộng, cà phê cà pháo các kiểu đấy. Và những cái tệp đấy họ lại có điều kiện nhá. Những cái tệp đấy thì không phải là những anh em cày dịch vụ. Anh em cày dịch vụ thì gần như mình thấy anh em không dùng Fuji đâu, dịch vụ thì chỉ có Sony, Canon thôi. Và cái tệp mà người dùng Fuji rất rộng và tệp có tài chính, có kinh tế, có tiền, dẫn đến là hoàn toàn có thể đáp ứng được cái mức chi trả dành cho những cái chiếc máy mà họ ưng ý như vậy. Và song song với cái tệp đấy thì có những cái group, những cái cộng đồng về người chơi Fujifilm ấy thì rất là mạnh, lớn, mạnh, và những cái cộng đồng đấy hoạt động tích cực khi mà họ đưa ra được những cái bức ảnh, họ chụp ra những cái màu rất là đẹp, rất là nghệ, và cộng thêm cái combo của họ nữa dẫn đến là người xem họ nhìn vào họ thấy sướng, họ thấy thích mắt và họ mong muốn sở hữu được một chiếc máy Fujifilm như vậy để chụp ra được cái viber như vậy, cái màu sắc kiểu nó như vậy. Và đấy là một cái sự thành công rất là lớn của Fujifilm khi mà họ chọn được một cái lối đi, một cái phân khúc, một cái cách xây dựng cái máy ảnh, một cái cộng đồng như vậy. Họ không chạy đua về những cái công nghệ hay là những cái các kiểu, mà họ xây một cái cộng đồng theo một cái lối riêng, một cái phong cách, một cái lifestyle như vậy. Đấy, và kiểu nó là một cái lifestyle, một cái lối sống như vậy, nó dẫn đến là cái tệp khách hàng của Fujifilm hiện tại nó rất là nhiều. Dùng tìm máy ảnh nhiều thì máy ảnh sẽ tăng giá thôi. Cũng như là cái cộng đồng người dùng Fujifilm ấy, thì mình thấy cái cộng đồng này thì họ kiểu họ không, họ khá là chill và họ khá là dễ tính, hiền hòa nữa. Nên là cái việc mua bán nó cũng nhanh gọn, cũng như là nó cũng không có nhiều những cái tai tiếng, cũng không có nhiều những cái phốt phiếc các kiểu như những cộng đồng khác. Cộng đồng khá là lành. Mà có một vấn đề mình phải lưu ý ở đây, đấy là cái việc Fujifilm ấy, thì mình cũng đọc được khá là nhiều phốt của hãng Fujifilm ở Việt Nam ấy, liên quan đến cái chính sách bảo hành, chính sách bán hàng, rồi các kiểu về rồi lỗi liếc các kiểu của máy Fujifilm. Đấy, đa phần là đến từ những anh em mà anh em chơi những cái này chuyên sâu, hoặc là anh em cày dịch vụ thì hay mắc phải những cái đấy. Và cái việc mà Fujifilm họ giải quyết những cái vấn đề vậy ở Việt Nam thì chưa được tốt, và cũng anh em cũng phản ánh lại là cũng hơi thất vọng về cái điều đấy. Thì với cái việc mà Fuji họ tạo ra một cái cộng đồng nó khá là chất lượng như vậy, thì song song với việc đấy thì mình nghĩ là họ nên giữ được cái chế độ bảo hành, những cái chăm sóc khách hàng tốt nữa, thì nó sẽ ngày càng tạo được cái trào lưu mà người dùng máy ảnh họ dùng, họ chơi máy ảnh được nhiều hơn. Ok, đấy là những chém gió của mình về Fujifilm, giá của Fujifilm và việc mà Fujifilm tăng giá, như là tăng giá vàng, như là tăng giá đất. Đấy, thì anh em có ý kiến gì anh em có thể để lại dưới phần comment. Mọi cái cuộc nói chuyện ở đây thì nó chúng ta mang tính chất là vui vẻ, hòa đồng và chém gió với nhau. Và cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.